Giờ chúng ta sẽ được chứng kiến hai trận đấu giữa hai thiên vương bang nhé anh em. Chúng ta cùng coi đồ. Bằng sáng 100 bỏ qua né tránh luôn. Rồi ngon. Đồ này có vẻ nhịn hơn nè. Ông này lấy được bỏ qua né tránh ngon nè. A đủ. A đủ. Mang được hai áo hệ mộc luôn anh em. À, chơi kiểu mất nét thật anh em. Không lấy choáng. Hỏa. Hỏa. Thủy. Mộc. Mộc thổ đó, ba món hỏa anh em. Như vậy là phòng thủ vật lý 25 50. Bữa này kích chúng ta này cần gì kích ta, đã kích anh em ạ. Từ khi ta xa em rơi trên trường bạch lẻ loi cô đơn. Rồi, coi đồ của em xin đừng môn, cái mình coi xem tổng thể anh em. Làm cho lệ hùng anh phải rơi, dừng chân nơi lâm an trong trầm vang từng hồi linh vua đại chiến thơ thành đại lý hay tương dương lửa trần loan thành đô người ơi giờ này em. Đồ này ngang nhau anh em, đồ này ngang nhau, xếp về tổng thể đều mang băng ba món này hỏa hết. Đồ này ngang nhau, có cái chùy khác nhau thôi. Cái chùy này thì tỷ lệ công kích chính xác 300 điểm, sát thương băng sát. Còn chùy của châu kéo pháo là sát thương bỏ qua né tránh, không có tỷ lệ công kích chính xác anh em ạ. Đó, hai cái chùy thì có một dòng hơn, bỏ qua né tránh cũng rất là lợi hại đối với thiên vương bang, nhưng lại thiếu tỷ lệ công kích chính xác, nhưng phụ thuộc trình BK anh em ạ. Nói chung hai cao thủ thiên bang gặp nhau là phụ thuộc trình BK thôi. Châu cái pháo này mình tin chắc rằng trình BK cũng rất là ứng ăn. Người một cao thủ có đam mê thiên vương bang, không biết trận đấu này như thế nào thôi. Châu cái pháo đam mê thiên vương bang rất là nhiều. Hai cầu thủ này vui anh em ạ, hai cầu thủ vui anh em. Hai cầu thủ này đang chơi kiểu vui vui. Giờ mà hòa gì nữa? Giờ chơi sổ số nè, đó, giờ ai không đánh nữa. Để cuối ai hưng đam. Hai cầu thủ rất là dè chừng nhau. Xét về độ đẹp trai thì em xin đường môn đẹp trai hơn anh em ạ. Nón đẹp trai, áo đẹp trai. Nhưng xét về châu cái pháo đang BK rất là nhịn hơn kìa anh em. Thấy BK nhịn hơn nhiều. Nước tới, đúng, hay. Đó, đúng hay luôn. Nước tới. Rồi, nước tới liền. Hay. Em xưng đường môn đang bị cuốn theo lối đánh của châu cái pháo này nè. Chúng ta thấy là châu cái pháo lướt lên, lướt lên. Dính đủ thích là lướt lên liền. Lướt xéo góc liền. Hai cầu thủ rất là dè chừng nhau. Rồi giờ cho cái pháo chạy từ đầu đến cuối cũng ăn điểm rồi. Giờ chạy thôi, không đánh nữa. Chạy thôi, đúng rồi, đánh đợi nó tới đánh. Đúng rồi, đó, hay không anh em. Đánh cái đánh chọn góc liền. Chỗ pháo BK hay hơn nhiều đúng không anh em. Vừa dính cái chẹo xéo góc, đánh chọn góc với hai liền. Rồi xéo góc này cái, đánh liền kìa. Đồ đạc thì như nhau anh em, đồ đạc thì làm chậm, làm choáng như nhau, làm chậm như nhau, phòng thủ lý như nhau. Trình BK thì mình thấy châu cái pháo vẻ đang nhỉnh hơn tí. Đúng rồi, đánh cù nhây vậy thôi, đừng áp sát nữa, đánh không chạy ra. Đánh không chạy, cái châu cái pháo à, đánh không chạy cho nó tay tới, đúng rồi, gọi mặc định cho nó chạy tới. Mình hơn đam này mà lo gì. Đúng
đúng rồi chết nè đánh y để chết nè, lướt lên, đúng rồi, chín độ không thích kìa. Đúng rồi mình thì không phải BK Thương Vương Băng hay anh em ạ, tội mình thấy người ta đánh hay thôi chứ mình thì BK không được, cũng có chẳng có thời gian mà tập BK nữa nè, là những người đam mê người ta mới chơi Thiên Vương Bang thôi. Mình thì đam mê Tống Kim thôi chứ không đam mê môn phái solo, tại vì chân tay nó cũng không được nhanh nhẹn cho lắm. Việc BK 1 và 1 này chúng ta phải BK nhanh nhẹn. Cảm ơn Tâm Phạm nha, xong phim rồi. Xong phim rồi, à, nãy giờ Châu cái pháo làm tới được nước làm tới ra. Đánh em xin đừng môn không nhích nổi luôn kìa. Thôi đánh vậy được rồi, chạy được rồi, 1 phút 20 giây nữa rồi, hơn đam rồi, chạy đánh gì nữa. À, gặp em là nãy giờ em không đánh nữa đâu, hơn đam rồi, đánh gì nữa. Càng đánh là càng nguy hiểm. Đó, chờ cái pháo chơi kiểu mà chạy đánh mặc định, chạy đánh mặc định. Đợi đối thủ tới kìa. Nãy giờ chúng ta thấy thì chỉ có một Thiên Vương Bang Như Anh đã lọt vào. Và bây giờ chúng ta đến là Trần Cấu Pháo là ứng cử viên thứ hai. Anh em tặng cho mình like nhé, anh em ủng hộ buổi live stream này anh em. Mười người đang theo dõi, 19 người không theo dõi, 19 anh em đang xem live, anh em nhớ theo dõi fanpage của mình nhé anh em. Vì những anh em đang xem live, anh em theo dõi kênh của mình luôn. Kênh mình mới được 6k sub à. Chiến thắng luôn anh em ạ, chiến thắng luôn. 78k đam và 25k đam. Cách biệt tới gần 50k điểm nữa. 78k và 25k741. Cảm ơn bác anh Nguyễn nha. Một chiến thắng quá dễ dàng đối với Châu Cửa Pháo anh em. Cảm ơn bác Quân nha. Một chiến thắng rất là dễ dàng cho Châu Cấu Pháo, về trình BK anh nhịn hơn rất là nhiều. Chúng ta còn đợi chờ giây lát để chúng ta vào hiệp đấu thứ hai nha. Xin tẩy tủy lại. Bao năm xa cách chốn giang hồ, trở về nơi nghĩa thông sâu còn thì. Nơi đây chúng ta cùng xem lại những cao thủ lọt vào vòng tứ kết. S1 sức nọ. S1 sức nọ là Đường Môn. Cậu nhóc là Cái Bang. Tuấn Cùi Chuối như là Ngũ Độc. S1 Quảng Hy là Thiếu Lâm, Như Anh, Thiên Vương Băng Chùy, Phong Bụi, Nga Mi, Lã Bất Lương, Thiếu Lâm. Và một cao thủ thắng trong trận này nữa. Như vậy chúng ta có tới 2 ngũ độc anh em ạ. 2 ngũ độc. 1 ngũ độc chứ. 1 ngũ độc, 1 Nga Mi, 1 Cái Bang.
hai thiếu lâm, hai thiên vương bang. Đúng rồi, quan trọng là con Ngami này nó thua nữa chứ. Nếu mà Ngami vào chung kết thì sao bác? Nếu mà cậu nhóc vào chung kết mà Ngami vào chung kết thì sao? Nói chung tí mình coi bốc thăm nữa nè mà. Mình coi bốc thăm nữa. Ngami gặp Thiên Vương Bang cũng khó ăn được Thiên Ngami lắm chứ đâu. Không có Ngami gặp Nam Độc á. Ngami gặp Nam Độc là khả năng Ngami thua nhiều. Nói chung Ngami gặp Nam Độc là Nam Độc ăn được Châu kéo pháo là hiếu còi 49kg hả? Đầu một tên tuổi Thiên Vương Bang lâu đó nè, hiếu còi 49kg là cũng là một cao thủ Thiên Vương Bang. BK cũng khá là hay. Nói chung là quy tụ những như anh, một cao thủ Thiên Vương Bang, BK Thiên Vương Trì rất là hay luôn. Để toàn những tên tuổi trong làng GS1 anh em ạ, những cao thủ trình BK rất là điêu luyện. Mình thì không thể nào sánh vai cùng các cầu thủ này được rồi. Mình BK1 dở lắm anh em ạ. Tại mình chơi võ đang mà chưa bao giờ đi BK nên là hồi xưa thì hay cầm Nam Độc BK thôi chứ còn thời giờ tay cứng đơ hết rồi. Không còn BK được nữa như hồi xưa rồi. Nói chung là tí chúng ta coi bốc thăm anh em ạ. Nếu trong cậu nhóc mà né các cạn, né con Ngami là được là ngon rồi. Miễn sao né con Ngami được là ngon rồi. Có một ngũ độc tuấn của chuối à, cứ né Ngami được là ăn. Coi tuấn của chuối rồi coi có vào chưa. Tuấn của chuối có mang bao kháng hỏa bao nhiêu à? Rồi kháng hỏa 25. Để kháng hỏa 25. Ồ, kháng hỏa 25 nè. 25 cái này cũng 20 là 45, 45 cũng trâu lắm anh em ạ. Kháng hỏa này cũng trâu lắm đó. Nói chung một món kháng hỏa đến hai món kháng hỏa. Nói chung lá thăm bốc thăm cũng may rủi lắm anh em. Nói chung cái bang gặp thiếu lâm thì thiếu lâm cũng khó có cửa ăn lắm. Cái bang phải là BK hay à, mới ăn được. Còn BK dở là thua thiếu lâm như chơi. Hỏi BK hay à, đánh hit and run à, đánh một cái chạy thì mới ăn được thiếu lâm. Trận đấu này lâu quá anh em ạ, anh em đợi tí nha. Cao thủ em xin Hà Nội đang quán tẩy tủy. Đang quán tẩy tủy tẩy đam nhỏ to đánh nhỏ sướng. Hai thiếu lâm, hai thiên vương bang, bốn. Một Ngami, một cái bang, một đường môn. Trời ơi, đường môn tội nghiệp, đường môn nhất là bác Vũ Minh Vương ơi. À, một rừng hệ kim. Một rừng hệ kim. Anh gặp ai cũng chết. Gặp thiếu lâm hay gặp thiên vương bang chết. À, tội nghiệp đường môn quá. Chỉ gặp tuấn của chuối là ăn thôi. Tuấn của chuối hoặc phong bụi. Cái bang cũng có cửa ăn. Nói chung cái bang ăn nè. À, cái bang có cửa ăn nó dở đâu. À. Kháng hỏa, ba món kháng hỏa đó. À, hai món kháng hỏa chứ. Hai món kháng hỏa. Hai tội nghiệp đường môn nhất rồi. Hai cầu thủ thiên vương ba đang cố gắng tẩy tủy. Mệt mấy ông này ghê. Tẩy đi tẩy lại. Có bút lên chứ bác, có bút đại mà bác. 10 giờ bút đại bác. Tụi bay chơi hay nghỉ 5 phút hoài vậy. Cứ 5 phút hoài.
Bố đại 22 giờ bác Xuân Vui ơi. Tại mấy nay em cũng không đi nữa, mấy nay em người em mệt mệt không đi, máy tính em hư nữa. Em đợi tí nha anh em. Em có thủ người lâu quá. Vãi. Giờ đây nó test luôn kìa. Đợi chờ quá lâu anh em ạ, em thông cảm nha, hai cầu thủ này lâu quá. Vào bờ ti. Vào đó anh em ạ, vào rồi. Sau thời gian chờ đợi chúng ta được chuẩn bị vào trận đấu thứ hai, hiệp đấu thứ hai. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng 8 đội. Chữ hai cầu thủ Thiên Vương Bang. Đầu F combat. Đầu phím tắt này, phím tắt V là ngồi xuống, phím tắt. Đổ lỗi phòng thủ lý nhiều quá. BK đánh trúng người ta đâu mà phòng thủ lý nhiều quá. Em thông cảm học mình ở đâu quá anh em, không nói nhiều được. Giá học quá. Áp sát gõ luôn, khỏi cần bút cái gì hết, cho áp sát gõ luôn. Xong tí mình lướt ra mình bút sau cho cái pháo, chơi kiểu kiểu vậy mới hay. Đứng áp sát gõ luôn, khỏi bút chim chung chảo cái gì hết, cho bút gõ luôn. Hai đối thủ này rất e dè nhau, không thèm áp sát. Ai tâm lý không vững là áp sát là chết, nó chết liền, chết liền.
Chết liền. Chết liền. Ồ, trả thù, trả thù. Hay quá. Pha trả thù hay quá. Chủ pháo đang gõ rất là nhiệt tình. Nó gõ mà em xin không nhất nhất chùy đến nổi luôn. Vô góc luôn kìa. Em nghe bịch 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 nè. Nghe bịch 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 đúng không anh em? Vô góc cục 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 ngay cục. Hụt hụt, pha đã hụt. Pha lướt tới hụt. Đó lướt tới. Nó hay rồi, nó tốc biến hay rồi nè. Tốc biến hai cái tới người luôn, hay thật. Ồ, cho pháo, bị dính rồi. Trời, Châu Cứu Pháo đang bị dính đam rất là nhiều. 2 phút 40 giây nữa thôi. Trời, pha dính đam, úi rồi dính cục kìa, úi rồi chưa có pha dính một cục luôn kìa. Đó, chủ pha trả thù được rồi, nó lướt qua lại đằng sau lưng, lướt sang sau lưng. Đó, dính một cục luôn, úi rồi dính cục luôn. 2 phút nữa thôi. Em xem nên dự đoán thử lượng đam của ai sẽ hơn ai anh em. Trời ơi, dính cục luôn. Úi dồi ôi. Đỗ Hùng Thích tới. Bản này có vẻ Châu Cứu Pháo bị dính đam rất là nhiều. Giây nữa thôi.
không dính ra nổi luôn kìa, à, cho cái pháo dính ra không nổi luôn kìa. một đều cho hai nè, một đều nè, một đều cho cái hiệp 3 coi cho vui nè. Ồ, cho cái pháo vẫn ăn anh em ạ, 120k 96k cho cái pháo vẫn ăn anh em ạ. Như vậy là 2-0 rồi anh em ạ. GS solo hiếu còi 42kg. Như vậy là tỷ số chung cuộc là 2-0. Châu cái pháo đã ăn anh em ạ. À.